Kính chào quý vị. Thưa quý vị, bị lừa bỏ tiền mua đất thông qua các bản hợp đồng ủy quyền rồi ủy quyền lại không đúng quy phạm pháp luật. Rồi sau đó lại tiếp tục đặt cọc cả chục tỷ đồng mà không nhìn thấy mặt người bán, chỉ nhận lại những tin nhắn xác nhận đã nhận tiền. Và rồi sau một thời gian dài nhùng nhằng tranh cãi qua lại vì những vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng mà bên bán tự đưa ra, lô đất đã được bán cho một người khác với giá trị cao hơn gấp nhiều lần. Còn người mua ban đầu dù đã thanh toán hơn 11 tỷ đồng nhưng lại trở thành kẻ ngoài cuộc, chưa thể đòi lại được số tiền mình đã chuyển. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận thụ lý vụ việc, nhưng sau đó hết lần này đến lần khác khởi tố vụ án rồi lại hủy quyết định khởi tố vụ án. Đặc biệt cho rằng vụ việc này không có dấu hiệu, không đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là vụ việc của ông Đoàn Văn Sài, chú phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Người đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng trung ương và địa phương, cũng như chương trình Câu Lý Mở của VTV8. Nhìn nhận và đánh giá các chi tiết của vụ việc này với chương trình Câu Lý Mở, trong chương trình hôm nay là luật sư Lê Cao, công ty luật FDVN, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, đại diện hỗ trợ cố vấn pháp lý quen thuộc của chương trình Câu Lý Mở. Chào đón quý vị đến với chương trình Câu Lý Mở trên sóng VTV8 của Đài Truyền Việt Nam. Cuối năm 2018, ông Đoàn Văn Sài được ông Trần Hải Cường giới thiệu mua một thửa đất của bà Võ Thị Xí, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc với giá 1,2 tỷ đồng. Thửa đất nằm tại số 03 tờ bản đồ số 62, diện tích 223,3 m² tại khu phố 13, phường Phú Thủy. Do thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên ngày 29 tháng 11 năm 2018, ông Sài với bà Xí đã làm hợp đồng đặt cọc. Tổng số tiền ông Sài đã chuyển cho bà Xí 2 lần là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, ông Sài được biết diện tích đất của bà Xí nằm trong diện tích lô đất H7 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết thu hồi quy hoạch khu dân cư Hùng Vương. Lô H7 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đấu thầu sang nhượng cho các tổ chức và cá nhân. Vì đã hợp đồng và trả tiền cho bà Xí thông qua sự môi giới của ông Cường, nên ông Sài đã đề nghị ông Cường giải quyết, thì ông Cường lại giới thiệu ông Sài chủ thửa đất H7 nói trên là ông Nguyễn Trọng Hải và bà Trần Thị Lệ Thủy. Đồng ý mua và vẫn tin tưởng ông Cường, nên ông Sài đã cùng ông Cường đến văn phòng công chứng Tiến Đạt do ông Cường giới thiệu. Khi đến văn phòng công chứng Tiến Đạt, ông Sài đã thấy hợp đồng ủy quyền và văn bản thỏa thuận được lập đã được ký sẵn dưới tên người được ủy quyền là Nguyễn Thị Trinh. Ông Cường cho biết bà Trinh cũng là cháu của vợ chồng ông Hải bà Thủy, chủ lô đất H7, nhưng không nói Trinh là vợ mình. Ông Cường và cán bộ văn phòng công chứng cho biết những người này đã về trước. Tin tưởng ông Cường, ông Sài đã ký vào hợp đồng ủy quyền và văn bản thỏa thuận với nội dung bà Nguyễn Thị Trinh đồng ý sang nhượng cho ông Sài thửa đất H7 với giá 20 tỷ đồng. Hợp đồng ủy quyền là em thấy có vấn đề sai phạm. Vì sai phạm đây là tức có nghĩa là em thấy cái nội dung là người A ủy quyền cho người B làm hai nhiệm vụ. Thì trong cái quá trình mà làm hai nhiệm vụ đó thì ở đây hai cái nhiệm vụ mà được ủy quyền là cái người B làm không đúng. Đó. Thì tức có nghĩa là ở đây đúng đúng là gì? Không đúng tức như là trong phạm vi ủy quyền là cái người A ủy quyền cho người B là hai cái nội dung có ghi rõ ra ngoài. Đó. Hai công việc đã ghi rõ cụ thể nhưng mà cái người B này là đem đi ủy quyền lại là sai. Và cái sai ở đây là cái sai ở đây thì cái người là đại diện, người mà đại diện pháp luật tức như là người bên văn phòng công chứng. Thì văn phòng công chứng này là cũng đồng ý sai phạm là chứng thực cái công việc đó cho người B này, thì em thấy cái đó là hoàn toàn sai. Ông Sài sau đó đã chuyển tiền đặt cọc 2 lần là 10 tỷ đồng vào tài khoản bà Trinh mà chưa hề gặp mặt, chỉ xác nhận bằng tin nhắn. Phần còn lại khi nào có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên ông Sài sẽ thanh toán nốt. Tuy nhiên, khi làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà Trinh lại bán cho một người khác với giá cao hơn chứ không thực hiện hợp đồng với ông Sài. Như vậy, tổng cộng ông Sài đã bỏ vào lô đất H7 11,2 tỷ đồng mà cuối cùng vẫn hoàn tay trắng. Sự việc đã được ông Đoàn Văn Sài phản ánh, gửi đơn thư tố cáo tới các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, câu trả lời gần nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận là không khởi tố vụ án hình sự và kết luận hành vi của Võ Thị Xí, Trần Hải Cường, Nguyễn Thị Trinh là không cấu thành tội phạm. Thời gian qua, tôi đã cung cấp đầy đủ các chứng cứ pháp lý cho cơ quan điều tra, bao gồm các văn bản hồ sơ giao dịch, các tin nhắn nhận tiền giữa tôi và bà Trinh, đặc biệt là bản ghi âm của bà Xí. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra lại không nhìn nhận đúng tính chất của các chứng cứ đấy, vẫn đưa ra kết luận là vụ việc không có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi hoàn toàn không đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra. Trong thông báo không khởi tố vụ án,
cơ quan cảnh sát điều tra không nói tới hướng xử lý số tiền 10 tỷ tôi đã đặt cọc cho bà Trinh. Hiện tại tôi đang mất tiền và cũng không có đất, tôi không biết phải làm thế nào. Quý vị vừa theo dõi những nội dung cơ bản trong vụ án mà chúng tôi đề cập ngày hôm nay. Thưa quý vị, cho đến lúc này thì phương án về việc hoàn trả số tiền cọc và xử lý phạt theo hợp đồng cam kết của đối tượng Nguyễn Thị Trinh đối với nạn nhân là ông Đoàn Văn Sài không được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đề cập trong quyết định gần nhất này, 28 tháng 6 2022. Chính vì thế, quyền lợi và tài sản cũng như số tiền đi vay 11,2 tỷ đồng gửi cho Trinh, Cường, bà xí của ông Đoàn Văn Sài vẫn chưa được hoàn trả, bị xem như đang mới trắng. Thưa luật sư Lê Cao đến từ công ty luật FDVN, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. Theo luật sư thì đâu là những tình tiết cho thấy việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Sài đã được các đối tượng liên quan chuẩn bị kỹ càng từ trước ạ? Theo tôi, trong cái hồ sơ này có những cái dấu hiệu cho thấy có cái sự kết nối với nhau giữa các bên. Để từ đó thì có cái dấu hiệu là chiếm đoạt tài sản của ông Sài. Cụ thể cho chúng ta thấy rằng là tại sao các cái cá nhân liên quan biết được thửa đất mà có ý định là chuyển nhượng cho ông Sài á, là không đủ điều kiện để chuyển nhượng, nhưng mà đã tạo ra các cái hợp đồng ủy quyền. Từ các cái hợp đồng ủy quyền đó thì thậm chí khi ủy quyền đó thì những cái cá nhân mà thực hiện ký ủy quyền lại không có mặt, không xuất hiện, tạo nên cái tình huống rằng là có cái sự kết nối với nhau và thống nhất với nhau về mặt ý chí để sử dụng các cái ý chí đó để chiếm đoạt tài sản của ông Sài. Cụ thể đối với các cái thửa đất của bà Xí thì thực ra đây là đất của thuộc của doanh nghiệp và không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mà nhận cọc để nhận tiền. Rồi các bên lại thao tác với nhau để tạo ra hợp đồng ủy quyền là một, để tạo ra hợp đồng nhận cọc là hai, rồi nhận tiền. Nhưng mà sau này rõ ràng là đối tượng của quyền sử dụng đất đây là không có thật. Nó không có đủ điều kiện để chuyển nhượng, nó cũng không có đủ điều kiện để thực hiện các cái giao dịch về mặt nhân sự. Thì khi mà không có đủ điều kiện để thực hiện các cái giao dịch đó thì là nhận tiền của người ta. Và nhận tiền xong rồi thì không có những cái đồng thoại để trả lại. Nếu như khi mà nếu mà có không có ý thức chiếm đoạt tài sản á, thì nếu mà thực tế xảy ra là cái lô đất này không chuyển được thì phải có cái đồng thoại để trả tiền dài cho người ta. Nhưng mà qua quá trình dài, qua bao nhiêu năm á, thì cho thấy rằng là cái hoạt động này là có cái sự sắp xếp để chiếm dụng cái số tiền này. Và ý chí của nó là phải xuất phát từ trước khi nhận tiền của người bị hại. Bởi vì nếu không có dấu hiệu gì thay đổi thì không ai đi bán một cái thửa đất mà nó chưa đủ điều kiện, chưa có thật. Thì ở đây thấy biểu hiện gian dối để chiếm đoạt tài sản là rất là rõ. Và chúng tôi cho rằng là cần phải làm rõ các cái tình tiết này trong hồ sơ vụ án này. Theo luật sư thì các cái bản hợp đồng ủy quyền rồi lại ủy quyền lại được đưa ra trong cái lần giao dịch đó, nếu chúng ta nhìn nhận dưới nhiều góc độ thì có phù hợp với các quy phạm pháp luật cho phép hay không ạ? Quy định của pháp luật dân sự hiện nay thì cho phép được ủy quyền lại, nhưng mà phải có đủ điều kiện. Thứ nhất là cái nội dung công việc ủy quyền nữa là phải phù hợp quy định của pháp luật. Ở đây ấy, chúng ta thấy rằng là cái việc ủy quyền ban đầu của các bên ấy, là đất đây thực ra không phải là đất của các cá nhân này, đất đang thuộc một cái doanh nghiệp, đất đang ở trong các cái dự án đấy, chứ không phải là đất của cá nhân này mà có quyền để ủy quyền cho phép là chuyển nhượng hay là để lấy tiền hay là để nhận đặt cọc. Thế thì trong hợp đồng ủy quyền ban đầu không có nội dung là được phép ủy quyền lại, thì cái cá nhân nhận được ủy quyền không thể đi ủy quyền cho một bên thứ ba khác. Và đồng thời đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là người ta ủy quyền cho một cái công việc là để cấp giấy chứng nhận quyền đất, chứ không phải là ủy quyền để ký hợp đồng đặt cọc rồi nhận tiền của người khác. Thế thì việc thực hiện các cái hành vi mà vượt ra phạm vi ủy quyền rõ ràng là không đúng quy định pháp luật. Vì sao người mà thực hiện mà nhận tiền ở đây là bà Trinh chẳng hạn là không bao giờ xuất hiện? Không bao giờ xuất hiện ở đây là một điều kỳ lạ. Trong các cái hoạt động liên quan đến thủ tục công chứng thì đương nhiên người mà ký tên vào văn bản ủy quyền có công chứng chẳng hạn thì bắt buộc phải có mặt trước mặt và ký trước mặt công chứng viên cùng thời điểm với người các bên, rồi phải ký trước mặt công chứng viên. Nhưng mà theo thông tin thì nhân vật cung cấp thì họ đến rồi họ nhận được cái văn bản và đã ký trước rồi mà họ không biết cái người mà ủy quyền cho mình ở đâu cả. Rồi qua một cái quá trình dài á thì ông ấy chuyển tiền rất là nhiều lần, chuyển tiền cả mười mấy tỷ nhưng mà lại hoàn toàn là không gặp được cái người mà mình chuyển tiền cho họ. Như vậy có thể thấy rằng có cái sự sắp đặt liên kết ở đây, và chúng tôi thấy đủ rất là nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật trong trường hợp này.
Thưa luật sư, vậy thì trong các quyết định khởi tố vụ án rồi lại đình chỉ khởi tố vụ án từ phía cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, thưa luật sư, ở đây chúng ta có thấy những cái điểm mâu thuẫn gì không ạ? Có những cái khía cạnh gì đó cần phải đặc biệt lưu tâm không ạ? Theo chúng tôi thì đối với những cái vụ án mà liên quan các cái yếu tố hình sự, việc cẩn trọng cân nhắc là cần thiết, và cái hoạt động điều tra này cũng chúng tôi thấy rằng kéo dài nhiều năm. Thủ trưởng cơ quan điều tra đã có ban hành một cái quyết định giải quyết khiếu nại là chấp nhận khiếu nại của ông Sai. Điều đó cho thấy rằng là quyết định không khởi tố vụ án là trái quy định pháp luật, không đúng phù hợp quy định pháp luật. Thế thì cơ quan điều tra cho thấy rằng là nhận thấy rằng là cái việc tố cáo của ông Sai đối với các cá nhân liên quan là đúng pháp luật. Thế thì tại sao thì một số tháng sau thì hoạt động điều tra lại tiếp tục phủ nhận cái quyết định giải quyết khiếu nại này của thủ trưởng cơ quan điều tra? Chúng tôi thấy có những cái sự mâu thuẫn ở đây ngay trong nội bộ cơ quan cảnh sát điều tra, và chúng tôi không hiểu vì sao lại có cái sự việc này. Trong khi vụ kiện này qua những cái hồ sơ, qua những tình tiết, qua những cái nội dung, chúng tôi thấy rằng là có những cái dấu hiệu cho thấy là có yếu tố là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, và cần phải được điều tra làm rõ tại sao lại đình chỉ điều tra và không khởi tố vụ án trong cái trường hợp này, và có hay không có những cái tác động gì mà dẫn đến có những cái sự mâu thuẫn trong nội bộ của cơ quan điều tra trong trường hợp này. Vâng, cảm ơn luật sư Lê Cao. Thưa quý vị, từ những phân tích của luật sư Lê Cao cùng các căn cứ có giá trị pháp lý đưa ra, có lẽ quý vị cũng đã thấy được nhận định về vụ án này có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là hoàn toàn có căn cứ. Với một diễn biến phức tạp như vụ án này, các đối tượng liên quan là không hề ít. Tuy nhiên, trong kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, việc xác định vai trò, hành vi của các cá nhân này lại hầu như bị bỏ qua. Mời quý vị cùng nhìn lại vai trò của một số cá nhân chính liên quan đến vụ việc. Bà Võ Thị Xí biết rằng diện tích 223,3m2 của mình nằm trong diện tích lô đất H7 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết thu hồi quy hoạch khu dân cư Hùng Vương, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đấu thầu sang nhượng cho các tổ chức và cá nhân khác. Tuy nhiên, vẫn bán cho ông Sài với giá 1,2 tỷ đồng. Đây là điểm quan trọng, là nút thắt đầu tiên dẫn tới tình trạng đã đâm lao phải theo lao của ông Đoàn Văn Sài, khi sau đó phải cố gắng mua luôn cả lô đất H7 để hợp thức hóa lô đất mua ban đầu. Ông Trần Hải Cường là người trực tiếp được bà Xí ủy quyền, dù biết nhưng đã giới thiệu cho ông Sài mua lô đất có thông tin không chính xác từ bà Xí. Sau đó, lại tiếp tục cùng vợ của mình là Nguyễn Thị Trinh mời chào ông Sài mua lô đất H7 thông qua hợp đồng ủy quyền lại không đúng pháp luật, chiếm đoạt số tiền cọc 10 tỷ đồng của ông Sài cho đến lúc này. Đối tượng Phí Văn Thành, trưởng văn phòng công chứng Tiến Đạt tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Phí Văn Thành trực tiếp thực hiện các giấy tờ công chứng ủy quyền sai pháp luật, che đậy thông tin về các tài sản giao dịch, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề cho ông Đoàn Văn Sài, nhưng lại không hề được cơ quan cảnh sát điều tra nhắc tới. Hiện đối tượng này đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 7 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong một loạt vụ việc công chứng vi phạm pháp luật khác. Đối tượng Nguyễn Thanh Liêm là phó phòng đền bù thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên lại cùng với Trần Hải Cường cung cấp thông tin sai lệch về hiện trạng diện tích đất 223,3m2 của bà Xí không đúng khi môi giới cho ông Sài, dẫn đến việc hoàn thiện pháp lý cho ông Sài không thể thực hiện được. Theo như thông tin cung cấp từ ông Sài, sau lần môi giới này, hai người đã chia nhau 200 triệu đồng tiền hoa hồng. Vậy hành vi này cần phải được nhìn nhận như thế nào? Có phải là lừa đảo hay không? Thưa luật sư Lê Cao, công ty luật FDVN, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. Thưa luật sư, đối tượng Nguyễn Thanh Liêm là phó phòng đền bù thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên lại cung cấp thông tin về hiện trạng diện tích đất của bà Xí không đúng khi mà cùng đối tượng Cường môi giới trong Sài, dẫn đến việc hoàn thiện pháp lý cho ông Sài không thể thực hiện được. Đây có phải là dấu hiệu của hành vi lừa đảo hay không ạ, thưa luật sư? Theo chúng tôi thì nếu một người mà biết được thông tin về lô đất, biết được tình trạng của sử dụng đất là không thuộc về chủ của bà Xí, nhưng mà lại vẫn đứng ra làm trung gian hay cung cấp cái thông tin rồi tạo ra những cái văn bản để chuyển nhượng cho một bên khác, chuyển nhượng ở đây qua hình thức đặt cọc, nhưng mà thực ra người ta bán đất đấy và lấy đủ tiền của người khác, thì biểu hiện đó là nó không trung thực. Đấy, và thứ nhất, đây là một người làm trong cơ quan có thẩm quyền của nhà nước nữa, là hai. Và những cái hành vi như thế thì người ta phải biết được, nhận thức rõ là cái đất này không chuyển nhượng được, đất này không bán được, đất này không đủ điều kiện chuyển nhượng. Yếu tố gian dối đó cộng với cái việc thực hiện các cái hành vi để cùng với các bên để nhận tài sản của người khác, chiếm tài sản của người khác và
cái hoạt động đó đã hoàn thành rồi. Thế thì chúng tôi cho rằng ở đây có dấu hiệu của tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vâng. Thưa luật sư, vậy còn hành vi đã nhận cọc của một bên và hợp đồng đặt cọc hay là hợp đồng mua bán vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên thì sau đó cái bên bán lại bán tiếp cái lô đất đó, cái mảnh đất đó cho người khác. Điều đó nói lên điều gì ạ? Chúng tôi đã tham gia rất là nhiều vụ án tương tự như thế. Thì đối với trường hợp mà một lô đất chẳng hạn mà lại mang đi để giao dịch với nhiều người, lấy người tiết tiền của người trước rồi nhưng mà lại không thực hiện giao dịch mà vẫn tiếp tục lại đi để làm như thế với người thứ hai. Thế thì nhiều vụ án đã được khởi tố là cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong trường hợp này rồi. Và có cái dấu hiệu như thế thì thường thường là rất là rõ rằng là có yếu tố là mục đích ban đầu của những cái người này tạo ra các giao dịch ấy để mục đích của họ là để chiếm đoạt tài sản chứ không phải là mục đích để thực hiện các giao dịch dân sự. Cho nên câu chuyện này mà đưa về giao dịch dân sự theo chúng tôi là nó không thỏa đáng và nó không bảo vệ được quyền lợi của người bị hại. Thưa luật sư, trong thông báo hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 8 tháng 6 2022 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, người ông Đoàn Văn Sài cần phải bổ sung những cái điểm gì để vụ việc được làm rõ hơn? Nếu cơ quan cảnh sát điều tra trong nội bộ vẫn có những cái mâu thuẫn mà chưa thống nhất như vậy thì ông có thể có những cái khiếu nại, có những cái kiến nghị đến cơ quan viện kiểm sát cung cấp hoặc các cấp cao hơn để viện kiểm sát người ta xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề. Còn ngoài ra có những cái dấu hiệu liên quan đến hoạt động điều tra chẳng hạn thì ông có thể gửi đơn đến cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao để những các cái cơ quan có thẩm quyền, thậm chí là họ không những điều tra các cái dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của các cái cá nhân tổ chức mà còn có thể là xem xét điều tra các cái hành vi liên quan đến hoạt động tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Thì nếu như phải có những cái hoạt động đó thì mới làm rõ được là hoạt động điều tra có công minh hay không, có khách quan hay không và có thực sự là bảo vệ quyền lợi của người dân trong trường hợp này hay không. Vâng, cảm ơn luật sư Lê Cao với những phân tích pháp lý liên quan đến vụ việc lần này. Thưa quý vị, mua một miếng đất nhỏ rồi được dẫn dắt mua cả một lô đất to. Ông Đoàn Văn Sài với sự cả tin của mình và phần nào là những hạn chế trong việc nắm bắt các quy định của pháp luật trong giao dịch bất động sản đã phải mệt mỏi gửi đơn khiếu nại tố cáo khắp nơi. Đáng tiếc là cho đến lúc này, dù đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng, văn bản, tài liệu liên quan, nhưng với nhiều lần khởi tố rồi lại hủy khởi tố, quan điểm về đánh giá hành vi các đối tượng của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã liên tục thay đổi. Phải chăng đây chỉ đơn giản liên quan đến cách nhìn nhận của cơ quan cảnh sát điều tra ở mỗi thời điểm hay còn có các yếu tố khác chi phối? Với những phân tích của chúng tôi cùng luật sư Lê Cao trong chương trình hôm nay, rõ ràng các hành vi mang tính chất lừa đảo không hề khó nhìn nhận, nhưng các đối tượng hiện nay vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật và không phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật cũng như chiếm đoạt 11,2 tỷ đồng của bị hại một cách công khai. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những diễn biến mới xung quanh vụ án còn có quá nhiều điều chưa được làm rõ này trong các chương trình công lý mở tiếp theo. Cảm ơn công ty luật hợp danh FDVN đã cố vấn pháp lý cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình công lý mở kỳ tới. Kính chào quý vị.